Màn hình gì mà màu cứ lộn xộn hết cả lên này thì làm sao mà gửi được cho khách đây? Màn hình cũng bóc này, đã thế chơi game thì còn bị giật nữa. Một chiếc màn hình quá nhàm chán, không đem lại hứng thú cho bạn khi làm việc đúng không nào? Thì đây, mình sẽ đem đến cho các bạn một chiếc màn hình không chỉ để làm việc mà còn được các game thủ cực kỳ yêu thích. Đó chính là chiếc màn hình ViewSonic VX2728G 2K. Kích thước 27 inch, độ phân giải QHD, tỷ lệ 16:9, mang đến một góc nhìn sâu rộng, cùng tấm nền IPS với độ sáng 250 nits, cho hình ảnh hiển thị chân thực rõ nét ở mọi góc nhìn. Tần số quét 180Hz mạnh mẽ với thời gian phản hồi siêu nhanh chỉ 0.5 mAh, mang đến hiệu suất đỉnh cao. Ngoài những tựa game như AAA, bạn cũng sẽ cân được mọi tựa game nặng nhất như Cyberpunk, Shadow of Tomb Raider hay Returnal. Ngoài ra, công nghệ chống ánh sáng xanh và chống flicker giúp tránh mỏi mắt. Vì vậy, bạn có thể thoải mái hòa mình vào những trận đấu mà không sợ ảnh hưởng đến sức khỏe. Hỗ trợ công nghệ AMD FreeSync Premium, VESA Adaptive Sync và VESA Clear EMA cho từng khung hình hoàn hảo, chống xé hình không bị giật lag khi chơi game, ngay cả trong các trò chơi có nhịp độ nhanh. Thiết kế hiện đại sang trọng với viền màn hình siêu mỏng 3 cạnh với trọng lượng nhỏ gọn 4.7kg, chân đế công thái học dễ dàng linh hoạt xoay chuyển nhiều góc, xoay ngang để có thể thoải mái chuyển game, xoay dọc như thế này để có thể làm màn hình phụ vừa chạy deadline, vừa có khả năng gắn trên tường hoặc đội giá để bàn bằng giao diện VESA. Chân chân đế rất chắc chắn với thiết kế nhỏ gọn, có thể di chuyển đến bất kỳ vị trí nào trên bàn làm việc hay bàn học một cách dễ dàng. Hỗ trợ các kết nối đa dạng bao gồm hai cổng HDMI 2.0, một cổng DisplayPort 1.4 và một cổng âm thanh 3.5. Vì vậy, nếu bạn đang tìm kiếm một chiếc màn hình đa năng và tiện lợi, thì chiếc ViewSonic VX2728G 2K này sẽ là một sự lựa chọn hoàn hảo và đáng xem xét. Mà hơn nữa, mức giá sẽ vô cùng hấp dẫn đấy nhá. Các bạn thấy sao về sản phẩm này? Hãy comment bên dưới cho mình biết nhé. Và đừng quên follow kênh của Hacom, tham khảo giá cũng như ưu đãi vào quà tặng ở website của Hacom nhé.